Chào các bạn, hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo quả cược trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ukraine. Đội tuyển Ukraine và đội tuyển Anh đã thi đấu rất hay để lúc này góp mặt ở vòng tứ kết Euro 2020. Những chiến thắng vừa qua của họ được đánh giá là cực kỳ thuyết phục và đầy cảm xúc bởi đối thủ đều nhỉnh hơn Ukraine và Anh. Với những màn trình diễn vừa qua, hai đội hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu rất mãn nhãn. Sau kèo bóng đá đội tuyển Ukraine gặp đội tuyển Anh tại loạt trận vòng tứ kết Euro 2020, thời gian diễn ra là 2 giờ, ngày 4 tháng 7 năm 2021 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Stadio Olimpico tại thủ đô Rome, nước Ý. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là ở anh em. Soi kèo trận đấu đội tuyển Anh gặp đội tuyển Ukraine, phong độ của đội tuyển Anh năm trước gần nhất. Đội tuyển Anh vẫn tiếp tục là nơi đầu tư lý tưởng bởi 5 trận đấu gần nhất, họ thắng 4 và chỉ hòa 1. Những trận thắng vừa qua đều với tỷ số không quá đậm. Hơn nữa, đội tuyển này vẫn giữ sạch lưới tại vòng chung kết Euro 2020. Ngay cả khi phải đối mặt với đội tuyển mạnh như Đức, thì họ vẫn đảm bảo mảnh lưới suốt 90 phút và còn ghi được 2 bàn vào lưới đối thủ. Với những màn thể hiện vừa rồi, rõ ràng Anh đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Phong độ của đội tuyển Ukraine năm trận gần nhất. Ukraine đã lột xác hoàn toàn sau trận thua 0-1 trước Áo. Đội tuyển áo vàng đã có một trận đấu xuất sắc, họ luôn vượt lên dẫn trước. Zinchenko là người mở tỷ số cho Ukraine, nhưng sau đó Forsberg đã gỡ hòa cho Thụy Điển. Tưởng chừng hai đội sẽ bước vào loạt luân lưu may rủi, nhưng bàn thắng của Dobic vào phút 120+1 đã làm bùng nổ các khán đài. Hơn nữa, đó còn là điều kiện quan trọng để Ukraine chính thức có mặt tại tứ kết. Soi kèo tài xỉu đội tuyển Anh gặp đội tuyển Ukraine. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0.94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.80 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2.5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0.98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.86 nếu trận đấu ra xỉu. Trong 5 trận đấu vừa qua, đội tuyển Anh có cho mình cả 5 trận đều về kèo xỉu, trong khi đó đội tuyển Ukraine đã giành được 4 trận về tài và 1 trận về xỉu. Anh đang thể hiện rõ một phong cách thi đấu chậm mà chắc, họ không tấn công quá ồ ạt, nhưng lại rất bình tĩnh để nắm bắt cơ hội và chuyển hóa thành bàn thắng kết liễu đối thủ. Kỳ Euro năm nay Anh đang cho thấy một sự điềm tĩnh đến lạ thường, khác xa với hình ảnh của họ trước đây. Việc khiến cho các chân sút của Đức im hơi lặng tiếng suốt 90 phút đang giúp cho người chơi thêm tin tưởng ở trận đấu tới kèo xỉu sẽ nổ. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1.25. Đội tuyển Anh nắm kèo trên và chấp Ukraine 1.25 trái. Đội tuyển Anh đang mang trong mình hình dáng của một nhà vô địch sau những màn trình diễn tuyệt vời. Họ ghi tổng cộng 5 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Sự hiệu quả đang được đề cao nơi tam sư. Ukraine dù đã có những màn trình diễn cảm xúc nhưng rõ ràng họ vẫn để lộ quá nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự. Với các nhận định trên thì có thể việc chọn cửa trên đội tuyển Anh và kèo xỉu là sự lựa chọn dễ mang lại tỷ lệ thắng. Dự đoán tỷ số trận đấu, đội tuyển Anh thắng 2-0 đội tuyển Ukraine. Anh em nhớ là chỉ xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.